Nấm bệnh gây hại cho cây trồng vốn là một vấn đề rất là nghiêm trọng trong nông nghiệp cũng như là làm vườn, vì chúng ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất của cây. Hãy đánh bay chúng ngay bằng thuốc trừ bệnh Mentasil. Sản phẩm này có thành phần chính đó chính là Mentasil. Sản phẩm này thuộc loại thuốc trừ bệnh phổ rộng, có khả năng lưu dẫn hai chiều, giúp bảo vệ cây trồng một cách hiệu quả, tiêu diệt được bệnh chết nhanh do nấm Phytophthora gây ra, dẫn đến sự chết rụng của cây hồ tiêu. Mentasil còn giúp ngăn chặn sự phát triển của nấm, bảo vệ cây trồng và cải thiện năng suất. Bệnh lết sọc mặt cạo làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự khai thác mũ cao su. Mentasil hỗ trợ điều trị và kiểm soát bệnh này, giúp tăng cường chất lượng mũ và hiệu quả khai thác. Sử dụng 0,2 đến 0,22% và gói 200 g với 200 đến 250 lít nước. Cây hồ tiêu thì ta sử dụng 500 đến 900 lít nước trong 1 hecta, cây cao su là 600 đến 700 lít trong 1 hecta. Thời gian cách ly là 14 ngày. Bà con nào muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập vào website kỹsưhuy.vn.